Kính thưa các khán thính giả của Phong Tản Mạn. Trong bản tin tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trở lại với vấn đề Đài Loan, Trung Quốc và Mỹ vốn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột. Chẳng ai có thể ngờ rằng, chuyến đi của một quan chức cấp cao Mỹ tới Đài Loan lại đang thổi bùng lên xung đột dữ dội Mỹ Trung. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin, hồi cuối tháng 7 rằng, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi sẽ dẫn đầu phái đoàn tới thăm Đài Loan vào tháng 8. Nếu kế hoạch được thực hiện, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một chủ tịch Hạ viện Mỹ tới hòn đảo trong 25 năm qua. Dù bà Pelosi chưa xác nhận kế hoạch này, Lầu Năm Góc đang xây dựng các kế hoạch ứng phó với mọi kịch bản có thể xảy ra. Do chủ tịch Hạ viện có khả năng đặt chân đến một trong những điểm nóng nhất thế giới, nơi một số suất có thể gây ra hậu quả khôn lường. Theo ý kiến của chuyên gia từ hãng tin Nga Sputnik, Hoa Kỳ đã tự dồn mình vào bẫy với chuyến thăm tiềm năng của bà Pelosi tới hòn đảo, và dù thế nào chăng nữa, cũng sẽ phải hứng chịu những tổn hại khổng lồ về chính trị và hình ảnh, uy tín. Người ta đã nói đến chuyến thăm có thể của chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Loan, ít nhất là từ tháng 4 năm nay. Hồi mùa xuân, bà Pelosi đã phải hủy chuyến công cán vì nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Đến tháng 7, các quan chức Mỹ nói không chính thức rằng Chuyến thăm có thể diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du của nữ chính khách đến châu Á vào tháng 8. Bà Pelosi không công khai xác nhận hoặc phủ nhận kế hoạch thăm Đài Loan. Tuy nhiên một số thành viên quốc hội, cụ thể là nghị sĩ Gregory Mick từ Đảng Cộng Hòa lại hở ra rằng đã nhận được lời mời từ bà Pelosi để tham gia phái đoàn sang thăm Đài Loan. Thông qua nhiều kênh khác nhau, có những tín hiệu rõ nghĩa được Bắc Kinh truyền đến Hoa Kỳ rằng chuyến thăm của nhân vật thứ ba nước Mỹ tới Đài Loan sẽ là sự vi phạm công nhiên và nền tảng quan hệ ngoại giao giữa Washington và Bắc Kinh vượt qua lần danh đỏ. Như đại diện chính thức của không quân Trung Quốc là Trầm Kim Khoa tuyên bố, Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước mình. Cuối tuần trước, Trung Quốc thông báo bắt đầu tập trận quy mô ở Biển Đông, chỉ cách bờ biển Đài Loan vẻn vẹn 100 km. Như vậy có thể sẽ công bố khu vực xung quanh đảo Đài Loan là vùng cấm bay trong thời gian diễn ra tập trận và chẳng mấy khó khăn cũng đoán được là quy định này sẽ còn kéo dài ít nhất là cho đến khi bà Pelosi kết thúc chuyến công du châu Á. Nhà Trắng cũng hiểu rằng tình hình đang nóng lên, dễ bùng nổ. Không ngẫu nhiên mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden công khai tuyên bố rằng theo nhãn quan của lầu năm góc thì chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi vào thời điểm này là ý tưởng tồi. Mặc dù vậy. Vẫn chưa có gì chắc chắn về chương trình cho chuyến công du của chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đến châu Á. Chính thức thì trên trang mạng của bà Pelosi nói rằng chuyến thăm bắt đầu từ Singapore. Mục đích của chuyến công du là tiến hành những cuộc gặp cấp cao để bàn bạc ba các nội dung thúc đẩy lợi ích và giá trị chung. Các bên sẽ thảo luận các vấn đề an ninh lẫn nhau, hợp tác kinh tế và quản trị dựa trên nền tảng dân chủ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chi tiết chưa xuất hiện thông tin nào về Đài Loan, trong các tuyên bố cũng không có nghĩa lý gì. Washington xưa nay luôn giữ kín bưng đến phút cuối về kế hoạch thăm Đài Loan, thậm chí là chuyến đi của các quan chức và đại diện cấp dưới. Nếu bà Pelosi dù sao cũng quyết đến Đài Loan, người ta sẽ không chính thức báo trước. Chuyên gia tiền Á Húc từ Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đại học Giao thông Vận tải Tân An nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Sputnik. Các quan chức Mỹ không dám đưa ra bất kỳ tuyên bố nào chính thức về chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Loan. Trước đó, nguyên thủ hai nước đã tiến hành điện đàm, trong đó phía Trung Quốc vạch rõ lằn danh đỏ, cảnh cáo Hoa Kỳ rằng kẻ chơi với lửa có thể tự thiêu sống. Đồng thời, khi tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với nguyên tắc một nước Trung Quốc, ông Biden nói rằng ông không ủng hộ bất kỳ hành động nào gắn với yêu cầu độc lập của hòn đảo. Trong khi đó, đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby đùn đầy trách nhiệm sang cho chính bà Pelosi. Ông này tuyên bố rằng đi thăm Đài Loan hay không là do bà tự quyết định. Tuy nhiên có lẽ Pelosi đã không ngờ Bắc Kinh phản ứng mạnh đến như vậy. Vì Pelosi là nhân vật thứ ba trong bậc thang quyền lực ngành dọc của Hoa Kỳ. Nên nếu như diễn ra thì chuyến thăm của bà này sẽ vượt ra ngoài lằn danh đỏ là động thái vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Đơn giản là phía Mỹ không thể đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về chuyện này. Ông Tiền Á Húc nói, nếu bà Pelosi dù sao cũng vẫn đến Đài Loan, chuyến thăm đó có thể kích động gây leo thang rất nghiêm trọng trong tình hình ở eo biển Đài Loan. Còn nếu bà Pelosi từ bỏ kế hoạch đó, uy tín của Hoa Kỳ trong con mắt cộng đồng thế giới sẽ rất mạnh. Chuyên gia tiền Á Húc phán đoán. Tôi cho rằng nếu Pelosi vẫn cứ thăm Đài Loan, ắt có thể dẫn đến đủ độ quân sự ở eo biển Đài Loan. Hiện tại Trung Quốc đang tiến hành tập trận hải quân tại ba vùng căn bản của khu vực, nhưng Hoa Kỳ chưa thực hiện bất kỳ biện pháp triển khai chiến lược quân sự nào. Điều đó nói lên rằng ekip của chính quyền Biden hiểu chỗ yếu dễ bị tổn thương của Hoa Kỳ so với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngay tại biên giới của Trung Quốc. Nếu Pelosi từ chối thăm Đài Loan, điều này sẽ giáng đòn nặng vào uy tín quốc tế của Hoa Kỳ. Trong con mắt toàn thể cộng đồng thế giới, sự suy toàn của Hoa Kỳ sẽ trở thành sự thật hiển nhiên. Bắc Kinh có thể sử dụng ngoại giao và dựa chắc vào dư luận để ngăn Hoa Kỳ vượt qua làn danh đỏ mà lãnh đạo Trung Quốc đã vạch ra. Như vậy sẽ củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn thế giới. Bắc Kinh luôn tán thành phát triển hòa bình và đối thoại hợp lý trong quan hệ với Washington. Nếu xu thế vươn lên của Trung Quốc và sự suy yếu của Hoa Kỳ song hành gia tăng, như vậy sẽ tạo cơ sở để phát triển quan hệ Trung-Mỹ hợp lý hơn. Ông Tiền Á Húc nhận xét. Đương nhiên bà Pelosi có thể đi tới chiêu thức láo cá sơ đẳng. Như các phương tiện truyền thông Trung Quốc gợi ý, máy bay của bà vẫn có thể hạ cánh ở Đài Loan vì lý do trục trặc kỹ thuật, buộc phải hạ cánh xuống hòn đảo với cớ tiếp nhiên liệu, khắc phục lỗi kỹ thuật, vân vân. Tuy nhiên, bây giờ rõ ràng, là trên vùng trời eo biển Đài Loan sẽ có máy bay quân sự Trung Quốc tuần tra tích cực, nên khả năng xảy ra sự cố đáng tiếc vẫn tăng đáng kể, đặc biệt nếu tính đến mức độ căng thẳng hiện có. Trong tương quan này, hoàn toàn không rõ tại sao bà Pelosi phải chấp nhận rủi ro phi lý như vậy, dù là để phục vụ cho lợi ích tham vọng chính trị nội bộ nào đó. Bây giờ Đài Loan cố gắng không bình luận gì về chuyến thăm có thể của chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Đối với Đài Loan, không có lợi ích hay ưu đãi nào từ tình hình hiện tại. Giả sử hoạt động chiến sự bắt đầu nổ ra ở eo biển Đài Loan, hòn đảo này sẽ rơi vào tình trạng bị phong tỏa kinh tế. Nếu Washington chịu nhún nhường trước sức ép ngoại giao và quân sự của Bắc Kinh, điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ đối với Đài Loan chỉ là một đồng minh có điều kiện rất tạm bỡ, đừng mong trông cậy điều gì. Các chỉ số kinh tế đã bắt đầu phản ánh chiều hướng tiêu cực. Tỷ giá đồng đô la Đài Loan đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Các nhà đầu tư không chờ đợi kết quả tốt lành đối với Đài Loan trong bối cảnh hiện tại.